Thưa quý vị, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phú Mỹ tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2022 cho Ban Chỉ huy quân sự 10 phường xã trên địa bàn thị xã và 16 cơ quan doanh nghiệp có lực lượng tự vệ. Năm 2021, công tác quốc phòng quân sự gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, lực lượng vũ trang thị xã Phú Mỹ đã tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19, tuyển chọn công dân nhập ngũ. Lực lượng vũ trang thị xã nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân toàn diện, liên hoàn vững chắc, tích cực làm tốt công tác chính sách, vận động quần chúng, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc. Phát huy kết quả đạt được, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ đã phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2022 với chủ đề Đoàn kết mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng. Thực hiện phong trào này, các cơ quan đơn vị, ban ngành địa phương sẽ quan tâm hỗ trợ cho lực lượng vũ trang, Ban Chỉ huy quân sự thị xã tham mưu làm tốt công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng lực lượng và giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh, thực hiện hiệu quả công tác tuyển quân, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt tham mưu cho Thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã thực hành diễn tập tác chiến phòng thủ cấp thị xã, thực hành diễn tập phòng chống cháy rừng tại xã Tân Hòa, diễn tập chiến đấu phòng thủ tại phường Mỹ Xuân, phường Hắc Dịch.